Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 115. Lão Hòa Thượng một năm tắm một lần. Năm 1977, tôi lần đầu đến Hồng Kông giảng kinh. Lúc đó có một số đại đức nói với tôi, Lão Hòa Thượng Hư Vân đã từng ở Hồng Kông một tháng. Lão Hòa Thượng ngày đã quay về Đại Lục. Đồng tu Hồng Kông có xây dựng cho ngài một tinh xá. Tôi có đi tham quan qua. Tôi cùng Lão Hòa Thượng Hư Vân chưa từng gặp mặt qua. Nghe những đồng tu này nói với tôi, Lão Hòa Thượng một năm chỉ tắm một lần, cạo đầu một lần. Đây là hạnh tu khổ hạnh. Y phục của ngài mặc ở trên người, chúng ta từ trên những tấm hình chụp thấy được, đều là đắp vá. Dường như không có tấm nào mà không đắp vá. Tôi xem qua 20-30 tấm hình chụp, y phục đều có đắp vá. Cổ áo phía sau của y phục cáu bẩn rất dày, màu sắc đều tối. Ngài một năm không tắm gội, cũng không giặt quần áo. Thế nhưng trên người ngài luôn tỏa ra một mùi hương nhẹ. Vậy mùi hương này từ đâu mà có vậy? Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, hương vi thể, hương từ đâu mà ra vậy? Hương là từ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Trong phẩm xuất hiện sau cùng của kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, mọi người đều bình đẳng. Tất cả chúng sinh chính pháp giới, không có ai mà không có trí tuệ đức năng của Như Lai đầy đủ viên mãn. Đức năng của Như Lai, họ không gì không biết, không gì không thể. Tự tánh của chúng ta vốn đầy đủ trí tuệ đức năng, cũng là không gì không biết, không gì không thể. Cái đức năng này là năng lực, ngày nay chúng ta gọi là kỹ năng. Chư Phật Như Lai có thể, chúng ta cũng có thể. Năng lực của chúng ta cùng các ngài không hề khác. Tất cả chúng sanh đều có tướng mạo của Như Lai. Tướng hảo là phước báo. Hòa Thượng Hư Vân có thể một năm không tắm gội mà trên người vẫn tỏa ra mùi thơm, đây là tướng hảo. Trong tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ, tướng hảo, đức năng của chúng ta đi đâu hết rồi? Phật nói, chúng ta đều có, giống như các ngài vậy. Hiện tại ngài có, ngài hoàn toàn hiện tiền rồi. Lão Hòa Thượng Hư Vân tu hành rất tốt, chân thật là bảo hương trong tự tánh lưu lộ ra bên ngoài. Việc này nói rõ ngài tu hành rất tốt. Chúng ta học Phật nhiều năm, xuất gia nhiều năm, mà trên người mùi vị khó ngửi, thậm chí còn có mùi hôi thối mà chính mình cũng không hề biết, người chung quanh đều tường tận. Bạn tu hành có công phu hay chưa? Bạn có thể gạt được người hay sao? Đều biểu hiện trên cái hình tướng này. Nếu như tu hành công phu có lực, khẳng định trí tuệ thêm lớn. Trong Phật Kinh thường có câu nói rằng, phiền não nhẹ, trí huệ thêm lớn. Do đây có thể biết, tánh đức trí tuệ đức năng, tướng hảo của chúng ta, vì sao mất đi hết rồi? Mất đi hết chính là do phiền não. Trên kinh Phật nói, chúng sanh chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Ý nghĩa của câu này chính là bởi vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên tự tánh của bạn không thể lưu xuất ra. Chư Phật Bồ Tát khác biệt với chúng ta là ở chỗ nào vậy? Chính là các ngài có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn trừ, cho nên tự tánh của các ngài hiện tiền. Mọi lúc mọi nơi khi bạn tiếp xúc với các ngài, bạn đều có thể thể hội được trí tuệ của các ngài, đức năng của các ngài, tướng hảo của các ngài. Người thế gian chúng ta có ai mà không cầu ba sự việc này? Thế nhưng họ không hề biết ba sự việc này là tự tánh vốn sẵn đầy đủ. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.